Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu đến anh em một con máy cơ xích Echo đời mới GC371 ha, 371 giới thiệu đến anh em. Hàng này thì có trợ lực thắng xích đầy đủ anh em nhé. Bơm xăng phụ đầy đủ, nói chung con này là phun chính nhắc đời mới. Lam đang sử dụng lam zin Echo của nó, lam nhông và lam 4 tấc, cưa được 35 cm ha. Con này thì do nhà máy Yamabiko sản xuất, hàng Yamang đầu hàng anh em nhé. Đấy. Có chế độ Eco này, tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ cao, trợ lực đời mới, rú bơm xăng phụ ở đây. Đây thì cái bơm xăng phụ này thì nó ngả màu này, mình sẽ thay cho anh em cái khác ha. Hiện tại thì thấy sử dụng được, nhiều hoặc là mình sẽ tặng cho anh em thêm một cái nữa để anh em sử dụng phòng máy test ha. Đó, hai ốc chân lam thắng xích mọi thứ được kìa. Máy thì như mới luôn anh em nhé, thật sự nó như mới luôn. Đây này anh em coi dây giặt này, giặt zin nó vậy nhá, nó mới chưa. Đó, rất là mới nhá. Khởi động máy thì đơn giản thôi, anh em chỉ cần bơm xăng phụ vài cái, kéo e ra giặt từ 1 đến 3 cái nó nổ là đẩy vô rồi giặt, tiếp tục giặt thôi. Ở đây là bình chứa nhiên liệu của máy này, phía trước là nhớt thải ha, 15 xích. Rồi vì nó trợ lực anh em chỉ cần kéo nhẹ thôi ha, nhẹ là nó nổ thôi. Có thể nói là một cái dòng Echo đời mới ấy, nó có cái chế độ tiết kiệm nhiên liệu là tem Lehmann chứng nhận toàn cầu này, thì nó rất là êm, nó rất là cực kỳ êm, đặc trưng của nó rất êm, tiết kiệm nhiên liệu và không gây ảnh hưởng đến môi trường rất là nhiều gì nhé. Và tiêu chuẩn rất là cao luôn ạ. Thì hàng này hàng đời mới nhất. Và con này đang sử dụng dung tích xi lanh của nó là đang là 37 cc nhá. Còn cái trái bít tông này thì thật sự thì mình không rõ bao nhiêu, nhưng mà ít nhất nó phải tầm khoảng 41 ly nhá. 40 41 ly gì đó nhá. Rồi. Anh em kết thì alo số điện thoại của mình 0974644973. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em. Quá dễ nổ luôn. Tắc đi qua là giật một phát một là nổ.